chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả mọi người cùng mình tham quan ngôi nhà của anh Hùng, có địa chỉ là khối 14 thị trấn Minh Nguyên, tỉnh Nghệ An, do đại lý Đức Long, showroom tại Nam Đàn, quê bác thi công và lắp đặt. Thì mời quý vị và các bạn theo chân mình nhé. Chiều rộng là 6m, chiều dài là 30m. Với mức đầu tư sản xuất và lắp đặt thì mời các bạn giới thiệu về mọi người. Đấy là một cửa đi bốn cái kính, có dung sử dụng hệ tù và đinh. Tù có kích thước là 250, đinh là 430, hệ tù hoàn tất, rất đẹp, phù hợp với những ngôi nhà hiện đại. Tiếp theo xin mời các bạn cùng mình lên tham quan tầng 2 để xem những bộ cửa tiếp theo của căn nhà. Tầng 1, anh Hùng sử dụng toàn bộ diện tích để cho phòng khách, tiếp khách và gia đình ăn uống, cùng đó với là phòng khách và phòng bếp. Thì tầng 2, anh Hùng có sử dụng toàn bộ diện tích để làm 4 phòng ngủ, trong đó có phòng của vợ chồng, con cái và ông bà. Toàn bộ hệ thống cửa phòng ngủ tầng 2 cũng do công ty thống nhất thi công và lắp đặt. Xin mời các bạn cùng theo chân mình. Những bộ cửa thường bao văn phòng của nhanh tiếp theo đó là bộ cửa hai cánh kính, có sử dụng hệ tù 250, đỉnh 430, là những hệ tù đỉnh mà công ty thống nhất, tấm đắp nhất, đẹp nhất, mẫu mã chất lượng nhất, cũng giống như ở tầng 1. Đấy là bộ cửa có sử dụng kính xanh đen mơ để làm tối giản đi những cái ánh sáng vào căn phòng đó. Có thể đấy là phòng ban thờ, cho nên là anh Hùng đã sử dụng kính này cho phù hợp với không nặng quá khí hậu khắc nghiệt của Nghệ An. Tiếp theo nữa, đấy là một bộ cửa một cánh kính, cũng sử dụng kính xanh đen, kính an toàn hai lớp 6x8 để tối thiểu là những ánh nắng rọi vào trong nhà gây nóng hay là gây chói mắt. Bộ cửa này thì có sử dụng khóa của Huy Hoàng là quả chính hãng, các bạn có thể check mã vạch ở 6 quả. Và bộ cửa hai cánh này thì có sử dụng bộ quả Việt Tiệp mà vàng, có mã là 911. Khi chúng tôi giao quả hẹn cho các bạn có thể check mã vạch ở 6 những bộ quả này. Nếu như có hư hỏng thì các bạn có thể ra trực tiếp nhà phân phối của Việt Tiệp và thay đổi một đổi một, không cần phải vòng đi mời các bạn cùng mình tham quan bộ cửa sổ làm hệ tù đinh, gọi là đấy cũng là bộ cửa sổ sử dụng kính 6x38 xanh đen để tối thiểu ánh sáng vào nhà, và sử dụng hệ tù là 200, tức là 20cm, và hệ đinh là 300. Bộ cửa này có sử dụng vân gỗ hướng, nhìn rất là sáng, phù hợp với căn nhà kiểu hiện đại của nhà anh Hùng, cũng có những lực sơn là tương đồng.